Một cửa hàng bán thịt heo an toàn có chứng nhận kiểm tra từ chi cục chăn nuôi thú y vừa khai trương ở chợ Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, được người tiêu thụ ủng hộ đã bị đốt phá liên tục. Vào ngày 19 tháng 4, Chi cục Chăn nuôi thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương cho biết đã gửi công văn yêu cầu lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên điều tra việc một cửa hàng bán thịt heo sạch, an toàn bị đốt phá ngay ngày đầu khai trương. Theo ông Trần Phú Cương, là chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi thú y và Thủy sản Bình Dương cho hay, chi cục này tổ chức khai trương cửa hàng thịt heo an toàn Kim Hương tại chợ Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên và được người dân ủng hộ tập trung đến mua. Tuy nhiên tối cùng ngày, sạp bán thịt heo của cửa hàng này bị bất ngờ bị đốt phá. Tiếp đó vào tối ngày 14 tháng 4, cửa hàng này lại tiếp tục bị tạt sân đen. Hiện nay công an thị xã Tân Uyên đến điều tra, song vẫn chưa bắt được nghi can đã đốt phá cửa hàng.